Ayo, xin chào những anh em thiện lành của hai đế tộc. Chắc hầu hết anh em ở đây đều đã xem movie Sword Art Online Progressive Area of a Starless Night rồi nhỉ? Nếu chưa xem thì cũng đừng buồn vì hai đế tộc sẽ luôn ở đây để giúp anh em trải nghiệm movie theo một cách khác. Với những ai đã xem Sword Art Online Progressive Area of a Starless Night, hẳn mỗi người sẽ có một trải nghiệm riêng. Riêng tôi rất xúc động vì cuối cùng em nó cũng đã được công chiếu sau một khoảng thời gian khá dài. Nhưng với tư cách là một người đã cày tất cả light novel, xem đi xem lại cả 3 mùa anime thì movie lần này vẫn chưa đủ thỏa mãn tôi, người đã dành trọn tình yêu dành cho Sword Art Online. Tại sao tôi lại nói như vậy? Muốn biết thì anh em hãy cùng tôi vào nội dung chính của video nhé! Lưu ý, video này sẽ spoil những chi tiết quan trọng trong movie, thế nên nếu anh em chưa tiêm vaccine phòng chống spoiler thì có thể tắt video và những ý kiến được tôi nêu dưới đây đều là ý kiến cá nhân. Anh em cũng có thể chia sẻ những cảm nhận của mình dưới phần comment. Ok, giờ tôi sẽ bắt đầu thật này. Tại sao tôi lại khắt khe với movie lần này tới như vậy? Trước khi bàn về khen chê thì tôi xin dành vài phút biện hộ về những đánh giá của tôi ở đầu video. Chắc bạn ấy nghe tôi nói xong nhiều ông sẽ thắc mắc rằng tại sao movie lần này hay như vậy, đẹp như vậy, ý nghĩa như vậy mà ông lại thấy chưa thỏa mãn? Quá đáng lắm luôn ạ. Như tôi đã nói ở trên, bản thân tôi là một người rất yêu Sword Art Online, đã tìm hiểu tất cả mọi thứ về Sword Art Online. Đối với tôi, Sword Art Online còn hơn cả một tác phẩm, nó là động lực để tôi phấn đấu và rèn luyện. Cái ngày mà tập cuối của War of Underworld lên sóng và những thông tin đầu tiên về việc chuyển thể Sword Art Online Progressive được công bố, tôi đã vô cùng háo hức. Bởi lẽ tôi đã quá mệt mỏi với sự tệ hại của bản anime chuyển thể mùa vừa rồi và tôi đang rất cần một cái gì đó giúp tôi thấy được những giá trị đã mang tôi đến với Sword Art Online. Khi biết được câu chuyện lần này sẽ được kể dưới góc nhìn của Asuna và có thêm một vài nhân vật phụ để câu chuyện được rõ hơn thì sự mong chờ của tôi đã đến mức cực hạn. Lúc đó tôi chỉ muốn bay qua Nhật xem luôn cho máu mấy ông ạ. Nhưng càng hy vọng lại càng thất vọng, đến khi cầm được chiếc vé do các admin SAOV trao cho và ngồi trong rạp cho đến phút cuối tôi nhận ra mình đã quá kỳ vọng vào movie lần này rồi. Nói thế cho anh em biết tôi đã dành tình cảm cho movie Area of a Starless Night như thế nào. Nhưng nói vậy không có nghĩa là movie lần này vô cùng thảm hại đâu anh em. Bên cạnh nhiều điểm chê mà lát tôi sẽ nói, thì Area of a Starless Night cũng có vài điểm tôi phải công nhận là tốt. Thứ nhất đó là hình ảnh và âm thanh, điểm mạnh nhất của anime Sword Art Online. Khỏi nói cũng biết A1 Picture và đội ngũ đã làm tốt ở khoản này như thế nào. Từ animation, thiết kế nhân vật cho đến các kỹ xảo xuất hiện trong phim đều được đầu tư rất kỹ. Các cảnh phim cũng được thể hiện xuất sắc. Studio đã sử dụng những góc máy nhanh và cùng tập trung về một điểm khi đến các cảnh combat. Điều này sẽ giúp người xem có chung cảm xúc với nhân vật trên màn ảnh. Khi phim chậm lại và nhường chỗ cho những màn đối thoại của các nhân vật, các góc máy lại được mở rộng ra để người xem thấy được tâm trạng của mỗi nhân vật và cách họ nhìn nhận sự việc xung quanh. Tiêu biểu cho cách làm này là màn đối thoại giữa Kirito và Asuna. Lúc này Asuna đang rất tuyệt vọng sau khi bị Mito phản bội. Sự uất ức, một chút thù hận thể hiện rõ trên gương mặt yêu kiều của cô. Ngược lại Kirito vẫn bình tĩnh lắng nghe, cậu đứng đấy và cùng chia sẻ nỗi đau ấy với Asuna. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để thấy được cách họ nhìn nhận thế giới Sword Art Online khác nhau như thế nào. Một mũi tên trúng hàng chục cái đích, nó vừa tô lên được vẻ đẹp của nhân vật, vừa giúp ta hiểu thêm về họ. Phần âm thanh của movie cũng được thể hiện rất tốt, nhà sản xuất đã dành mỗi bản nhạc khác nhau cho mỗi cảnh phim khác nhau. Như ở thị trấn khởi đầu là âm hưởng của sự vui tươi, khi đối thoại là sự trầm lặng để tôn lên cảm xúc nhân vật, khi giao tranh là những khúc trường ca hào hùng làm nổi hết cả da gà da vịt. Không biết anh em sao chứ tôi đã khóc khi nghe lại hai bản OST huyền thoại, Shortland và Luminous World. Nói thế cho anh em cũng hiểu sự xuất sắc trong khâu xây dựng hình ảnh và âm thanh của movie lần này rồi. Có khen thì chắc tới mai cũng không hết, thế nên tôi sẽ chuyển qua khen cái khác, đó chính là sự trở lại của Encrat. Đừng vội thắc mắc kiểu, Encrat trở về thì có gì đâu mà đặc biệt. Mấy ông hãy bình tĩnh nghe tôi giải thích. Ai đã xem hết 3 phần của Sword Art Online Alicia Jason cũng đều biết điểm yếu chí mạng của phần phim ấy là khả năng kể chuyện quá tệ. Một phần là vì arc Alicia Jason có một câu chuyện rất khó truyền tải một cách trọn vẹn bằng anime và một phần là lỗi của A1 Picture. Thế nên việc đem Encrat trở lại theo tôi là một nước đi khá hay, bởi lẽ câu chuyện của Encrat không quá phức tạp, đủ để anime có thể truyền đạt những ý nghĩa mà tác giả Riki Kawahara đã gửi gắm trong từng con chữ. Từ đó A1 đã phát triển một chuỗi movie và TV series lấy bối cảnh Encrat. Nó đâu xa, ngay trong mùa thu 2022, phần movie tiếp theo sẽ được ra mắt chứng tỏ rằng A1 đã dồn rất nhiều tâm huyết vào dự án này để đem lại cho các anh em fan Sword Art Online những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Câu chuyện không quá phức tạp nhưng đầy ý nghĩa. Sẵn tiện đang nói về câu chuyện của movie thì hãy cùng tôi phân tích điểm tốt này luôn nhé. Từ khi xuất hiện những thông tin movie lần này sẽ được truyền thể theo góc nhìn của Asuna chứ không phải của Kirito, cộng đồng fan đặc biệt là fan nam như tôi vô cùng háo hức. Ngay ở những giây phút đầu của phim đã khắc họa được rõ ràng cuộc sống của Asuna, nguồn gốc mối quan hệ của cô và Mito, của kiểu tóc thương hiệu và lý do khiến Asuna biết đến Sword Art Online. Trong phần đầu phim, ta được thấy hoàn cảnh gia đình Asuna, một ông bố lãnh đạm, thương con, một người anh trai cưng chiều em gái hết mực và một người mẹ nghiêm khắc,
luôn ép cô làm theo ý mình để cô trở thành một người xuất chúng. Thế nên Asuna luôn muốn thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ mình. Và rồi Mito và Sword Art Online đã xuất hiện giúp Asuna có được một nơi cô thực sự thuộc về. Bản thân Tozawa Mizumi, aka Mito, được giới thiệu trong phim với tư cách là một beta tester, có khả năng học tập và chơi game xuất sắc hơn hẳn Asuna và tên tự kỷ áo đen nào đó. Mito có thể xem là người bạn rất quan trọng với Asuna. Mito đã khuyên Asuna hãy tìm cho riêng mình một lý tưởng sống và hứa sẽ cùng Asuna đi đến tòa thành bay Enkrat để tìm lý tưởng ấy. Đến khi nhận ra Sword Art Online là một trò chơi tử thần, chết là hết. Mối quan hệ giữa Mito và Asuna ngày càng thân thiết. Mito đã dạy cho Asuna những kiếm kỹ đầu tiên, đồng hành cùng Asuna trong những giai đoạn đầu. Mặc dù giỏi hơn nhưng Mito chưa từng xem Asuna là gánh nặng. Điều này thể hiện rõ nhất qua lời mời party mà cô gửi đến Asuna. Chính những điều này đã biến Mito trở thành thần tượng trong lòng Asuna. Asuna còn cho rằng lý tưởng mình đang theo đuổi có thể chính là Mito. Thế nhưng, như Kayaba Akihiko đã nói, đây là game nhưng không phải là trò chơi. Sự ác liệt đáng sợ của Enkrat đã khiến Mito phản bội lại niềm tin của Asuna. Trong lúc Asuna tuyệt vọng nhất, Kirito đã xuất hiện kịp thời như cách mà cậu vẫn thường hay làm. Kirito trở thành nhân tố tiếp theo thay đổi Asuna. Cậu đã dạy cho cô biết thêm về lòng vị tha, rằng có lẽ Mito phản bội cô là vì một lý do khó nói nào đó. Và những câu trả lời đã được Asuna tìm thấy khi tham gia trận đánh Boss tầng 1. Chứng kiến sự ác liệt của Enkrat, Asuna mới hiểu ra rằng Mito phản bội cô chỉ vì cô không chịu được áp lực và nỗi ám ảnh khi chứng kiến người bạn của mình ngã xuống. Giờ đây khi gặp lại Mito, Asuna không hề oán trách cô, mà thay vào đó là sự biết ơn và sự đồng cảm với những gì mà người bạn của mình đã trải qua. Khi trận đánh boss kết thúc, chứng kiến Kirito đứng ra bảo vệ các beta tester khỏi sự nguyên rủa hết sức vô lý từ các player khác, Asuna nhận ra lý tưởng mà Mito luôn muốn cô tìm kiếm bấy lâu nay là gì. Cô muốn đi theo Kirito để được cậu chỉ dạy, để được cậu bảo vệ khỏi sự ác liệt và đáng sợ của Enkrat. Có lẽ Asuna đã phát hiện ẩn sau chàng kiếm sĩ áo đen với khuôn mặt trẻ con ấy lại là một con người phi thường, có thể tạo nên những kỳ tích và cô muốn cùng cậu vẽ nên những kỳ tích ấy. Chỉ những chi tiết đơn giản như thế cũng đủ tạo nên một câu chuyện ý nghĩa về tình đồng đội, lòng vị tha và sự khoan dung. Những điều tôi đã khá chắc là bất kỳ bộ anime nào cũng có. Thế nhưng, vì movie được xây dựng dưới góc nhìn của Asuna nên nó càng trở nên đặc biệt hơn, hoặc ít nhất là với tôi. Dưới góc nhìn của một cô gái chỉ biết học hành của Asuna, ta còn thấy được sự ác liệt không chỉ của Enkrat mà là cả cuộc sống thực tại. Nhưng không phải ai cũng bị sự ác liệt này đánh bại. Dù là thực hay ảo, ở đâu cũng đều có những khó khăn thử thách chờ ta chinh phục. Đối với Mito với Asuna, chính sự tàn khốc của hai thế giới đã giúp tình cảm của họ thêm sâu sắc, từ đó mở ra những cánh cửa mới cho cuộc hành trình của hai người. Còn với Kirito và Asuna thì đây là khởi đầu cho những kỳ tích mà chính bản thân Asuna muốn cùng Kirito vẽ nên. Nếu như được chấm điểm thì tôi sẽ chấm cốt truyện movie này, còn điểm 8.5/10. Nice. Văn thơ thế đủ rồi, đã đến lúc cho chuyên mục bóc phốt này lên sóng. Và cái tôi muốn đem lên bàn tế đầu tiên chính là thứ tôi vừa mới khen hết lời lúc nãy, cốt truyện. Để tôi hỏi các anh em đã xem xong movie một câu nhé. Có phải khi xem phim anh em rất ít khi dừng lại một chút để suy ngẫm những gì đang diễn ra trên phim đúng không? Như tôi đã nói ở trên, chính sự đơn giản và dễ hiểu của Arc Enkrat đã tạo nên sự thành công của Sword Art Online Season 1. Thế nhưng movie lần này đã bị đơn giản, đến mức đơn điệu. Ngoại trừ một vài tình tiết hơi khác một tí so với dự đoán như cây hái của Mito thực chất chỉ là một starter item, hay lý do mà Asuna và Mito bị tách nhau ra, thì mọi thứ diễn ra trong movie đều đã được dự đoán từ trước. Ngay cả những chi tiết vốn được hy vọng sẽ tạo nên sự kịch tính tuy rất ấn tượng nhưng vẫn không đủ nhiều để làm nên sự khác biệt. Điều này khiến cho trải nghiệm xem một bộ phim 97 phút trôi qua khá là nhanh, ít những giây phút khiến chúng ta phải suy ngẫm. Nó ngắn gọn là một trải nghiệm khá là không não. Tiếp đến tôi sẽ phốt cách A1 xây dựng nhân vật Mito. Kể từ khi có thông tin về sự xuất hiện của Mito, một beta tester khác bên cạnh Kirito và Ago, cộng đồng fan Sword Art Online đã đặt ra rất nhiều giả thuyết về nhân vật mới này. Liệu cô sẽ là một người có kỹ năng chiến đấu thượng hạng như Kirito, hay là sự thông minh khéo léo của Ago? Và bất ngờ chưa, Mito có cả hai. Bản thân Mito đã là định nghĩa của sự hoàn hảo, vừa học giỏi vừa chơi game tốt. Thế nên ở nửa đầu bộ phim, Enkrat đã trở thành sân chơi của cô. Mito thể hiện mình là một người có nhiều kiến thức về các kiếm kỹ và có khả năng chiến đấu siêu phàm. Thế nên không có gì khó hiểu khi cô có thể huấn luyện Asuna Gamer trở thành một pro player. Mito còn là một người rất thông minh và khéo léo khi dễ dàng biết được đâu là giường bẫy và giúp cho Asuna vượt qua những giai đoạn đáng sợ của Enkrat vào khoảng thời gian đầu. Đó là tất cả những gì Mito thể hiện được. Trở về sau hoàn toàn là sân khấu của Kirito và Asuna. Mito tuy vẫn được nhắc tới vì đã phản bội Asuna nhưng nó rất chi là mờ nhạt, không để lại quá nhiều ấn tượng đối với khán giả. Mãi tới trận đánh boss tầng 1 Mito mới có dịp xuất hiện trở lại để làm nền. Với một câu chuyện nền như vậy, tôi đã mong chờ vào một nhân vật thực sự nổi bật. Dẫu biết là câu chuyện lần này đều xây dựng xung quanh Asuna, nhưng đã lỡ sửa đổi nguyên tắc thì làm cho nó đàng hoàng luôn đi chứ A1 Picture. Sẵn nhắc đến vụ sửa đổi nguyên tắc thì tôi xin phép giãn gần cốt để chuẩn bị bày tỏ sự tức giận của mình về vụ này. Đây cũng chính là thứ cuối cùng tôi đem lên bản tế hôm nay. Không phải ngẫu nhiên mà cộng đồng fandom Sword Art Online quốc tế đều có cái nhìn không mấy thiện cảm với movie lần này.
Suốt đời online, Progressive Aria of a Starless Night đã gần như đập đi xây lại toàn bộ phần truyện bản giao hưởng của đêm vắng sao trong light novel. Tôi cá sẽ có vài anh em chuẩn bị comment. Thế ông muốn movie phải chuyển thể chính xác 100% so với light novel à? Gì mà quá đáng dữ vậy? Tôi cũng xin nói luôn đây không phải là chuyển thể mà là đập đi xây lại một câu chuyện khác hoàn toàn và nó là một quyết định dở tệ. Việc xây dựng câu chuyện xung quanh Asuna là một điều đáng hoan nghênh vì những manga chuyển thể của Sword Art Online Progressive phần lớn cũng được kể dưới góc nhìn của Asuna và thực sự những tác phẩm đó rất hay. Nhưng ở movie lần này, A1 Picture lại xây dựng một Asuna quá ngây thơ, quá yếu đuối trong nửa đầu của phim khiến những ai chỉ xem anime sẽ có cái nhìn không đúng về Asuna. Mọi sự mạnh mẽ quyết đoán của Asuna đều được chuyển sang cho Mito, nhưng như tôi đã nói ở trên thì Mito được xây dựng khá là nửa vời so với những gì được kỳ vọng. Cụ thể là trong light novel, tuy ban đầu cũng sợ hãi và hoang mang, nhưng Asuna đã tự biết đứng lên đối mặt với cái chết mà không cần bất kỳ một sự phản bội nào cả. Cô tự mình học cách chiến đấu, tự mình lao vào mê cung để tìm cách thoát ra khỏi thế giới này. Những đòn kiếm kỹ linear được Asuna tung ra như những vì sao băng soi sáng cái đen tối của mê cung đã làm một người lạnh lùng như Kirito phải say đắm ngay cái nhìn đầu tiên. Nhiều đó cũng đủ hiểu sự mạnh mẽ và quyết tâm của Asuna lớn tới mức nào. Chính tính cách luôn nỗ lực tiến lên phía trước ấy đã đặt nền móng cho một tia chớp xông pha nơi tiền tuyến sau này. Tôi thực sự không hiểu mấy ông A1 Picture dìm Asuna của chúng ta xuống làm gì, trong khi các nhân vật mới cũng chưa ra đâu vào đâu. Không chỉ Asuna, mà Kirito cũng bị đập đi xây lại một cách tệ hại. Cụ thể, theo như nguyên tắc gốc của light novel thì Kirito tuy là một người ít bạn bè, không giỏi giao tiếp nhưng cậu lại có một óc quan sát cũng như tư duy nhạy bén. Trong lần đầu gặp Asuna, chỉ cần quan sát cách Asuna tung ra kiếm kỹ linear, Kirito đã biết Asuna là một newbie có một tiềm năng vô cùng lớn. Hay cách Kirito nhận ra cuộc giao dịch để mua thanh Anneal Blade cộng 6 của cậu, thực chất chỉ là một cái bẫy của Kibao để chiếm đoạt vật phẩm Last Hit. Và rồi trong movie chúng ta có gì? Một thằng sim chúa, một thằng nít cướp ấp úng như thể đây là lần đầu thì con gái vậy. Quá là thất vọng. Và các anh em biết cái gì còn kinh khủng hơn nữa không? Nhân vật mà bất kỳ anh em nào đọc light novel cũng mong chờ sẽ xuất hiện là Argo, chuột cống là bị bay màu gần hết movie và chỉ xuất hiện vài giây cuối cho có lệ. Thôi tới đây tôi cũng xin được lạy A1 một lạy vì cái khả năng chuyển thể vượt xa sự hiểu biết của loài người này. Tôi không biết là A1 Picture đang vô tình hay cố tình bóp méo bản chất của các nhân vật, chứ bản thân tôi khi ngồi xem movie không thể nào nuốt nổi cái sự yếu đuối đến đáng thương của Asuna hay tính cách như một thằng nít nghiện game mới tiếp xúc với con gái lần đầu của Kirito. Biến tấu ít thì vui, biến tấu nhiều thì nó sẽ bị ô dề, hay nói đúng hơn là biến tấu đến mức làm biến chất những giá trị cốt lõi của Sword Art Online, bởi vì chính những giá trị đi cùng năm tháng mới chính là thứ giữ chân những ai đã chọn yêu tác phẩm này. Và đó là toàn bộ đánh giá chi tiết của hai đề tộc về movie Sword Art Online Progressive. Nói tóm lại, nếu anh em đang cần một bộ phim có tính giải trí cao, không đặt nặng những hàm ý sâu xa trong từng lời thoại, bối cảnh hay đơn giản là một người chỉ xem anime Sword Art Online, thì đây là một tác phẩm xuất sắc. Còn những ai thực sự yêu quý Sword Art Online như tôi thì chắc đều có chung suy nghĩ, còn có quá nhiều vấn đề cần cải thiện. Mong là trong movie tiếp theo A1 sẽ biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến của fan để người xem có được những trải nghiệm tốt nhất. Đến đây thì thời lượng video cũng đã hết. Xin cảm ơn anh em vì đã theo dõi video này đến phút cuối. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video khác về Sword Art Online.